good in my heart. Giấc mơ mình nhàng, La La School be your friend. La La mang bao giấc mơ, ta cùng tay nắm tay trên con đường đi. La La School in my heart, sống trong mơ mình nhàng, La La School be your dream. La La mang bao khát khao, thắp sáng lên đam mê từ trong con tim. Chúc mừng tất cả mọi người, chúng mình đã vượt qua vòng loại và top 16. Mọi người tốt lắm. Trời ơi, tôi nói quên luôn cái công sức của tôi rồi. Giọng ai vậy? Sao thấy tiếng không thấy hình? Hey, ông này có một cái đặc điểm á, là luôn luôn thấy hình không thấy tiếng. Ý luôn, thấy tiếng mà không thấy hình. Ừ, ước lý chiên tụi mình chắc sắp tới rồi đó. Tới chưa ta? Nghe thấy tiếng rồi đấy. Kiếm gì ngoài? Kiếm ông ấy. Ê! Quân luyện viên, tại sao lùng lùng ở dưới đây hết hồn? Quất đáng, đâu phải lúc nào cũng đi xe đâu. Vô. Vô nào. Ôi, mới vô có vòng 16 đội thôi. Vui thôi, đừng vui quá. Ha. Cố gắng tập luyện nhiều thêm. Mà sao thấy như thiếu đúng không? Dạ, đúng rồi. Ai kia đâu? Minh ca chắc dạo này yêu ai ở ngoài trường rồi hay sao á? Cứ đi học xong hay là hoạt động gì xong là biến mất tiêu, chẳng bao giờ thấy tụ tập với bạn bè hết. Còn hai thanh niên Tiếp và Nhật Nam nữa. Hai thanh niên đấy thì giờ này chắc chắn là không ra khỏi nhà được rồi. Bố mẹ cực kỳ khó luôn. Con trai hoan. Em có sao với vậy đi. Okay, vô. Đi. Vô. Bây giờ mình vô được top 16 rồi mà mình vẫn chưa biết được đối thủ mình là ai vậy? Thì đúng rồi, trong giới NRAL á có rất là nhiều thành phần. Cho nên ban tổ chức muốn bảo mật tất cả mọi thông tin của các nhóm tham gia để giữ an toàn cho mọi người. Wow. Ủa, vậy chừng nào mình mới tiếp tục thi đấu lần sau? Đúng rồi đó. Vì cuộc thi này nó bảo mật á, cho nên là từ thể loại ngày thi đấu cho tới địa điểm ban tổ chức sẽ thông báo với mình trước một tuần. Trời ơi, có một tuần thôi hả? Rồi sao tụi mình chuẩn bị kịp? Tôi tin là mọi người ở đây ai cũng giỏi, mình có thể ứng biến được mà. Mọi người yên tâm. Vô. Rồi, chơi đi. Vô, đừng lo lắng. Vô. 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 Xe bệnh qua đây ngồi đi. Đau lưng quá. Dạ. Dạ. Đủ rồi. Vô. Tập lại. Anh làm cái gì mà mặt căng thẳng quá vậy? Anh đang chơi game em. Chơi game thôi mà cũng tập trung vậy luôn hả? Trời ơi, đấy, phải tập trung chứ, không là kẻ địch hạ gục em đấy. Mà anh á, giờ này anh tập sao rồi? Tụi anh chuẩn bị thi rồi. Hay là em đến xem anh thi đấu nhá. Có em, anh nhất định sẽ chiến thắng. Không có em, anh vẫn thắng được mà. Nhưng mà có em thì anh sẽ có động lực hơn. Nhưng mà... Không nhân nhị gì cả đâu. Em không hứa chắc đâu nha. Em có tin vào định mệnh không? Em tin chứ. Anh đừng có nói là anh tính lấy kẹo dù em nha. Không. Nếu như mà em tin vào định mệnh thì anh và em sẽ cùng chơi một trò chơi này nhá. Ok. Ok. Anh sẽ giấu viên kẹo này vào hai lòng bàn tay. Nếu như em đoán sai thì ông trời đã sắp đặt em phải đến xem anh thi đấu. Đồng ý không? Đồng ý. Em chọn tay này. Chắc chưa? Chắc. Thấy chưa? Anh nói rồi, định mệnh đã sắp đặt em phải đến xem anh thi đấu. Với lại hôm nay anh hên lắm. Nhất định phải tới đấy. Rồi, em tới là được đúng không? Mà em sao vậy? Đâu có gì đâu anh.
Để anh bốc kẹo em ăn nhé. Chà, rồi. Cảm ơn anh. Kiệt Băng. Kiệt Băng, em sao vậy? Trương Kiệt, đúng là anh rồi Trương Kiệt. Được gặp anh em vui quá à. Anh biết bữa nay có hẹn với mọi người, anh đâu có quên đâu, nên là anh tranh thủ chạy qua đây nè. Tí nữa anh phải về bệnh viện với ông nội. Anh đi công chuyện nãy lên đây, anh cũng được gặp em nè. Em vui lắm luôn á, anh có vui không? Hôm nay á, em có bia nè, em uống bia luôn nè. Anh uống bia chung với em không? Không được uống nữa, em say rồi, để anh đưa em về. Đi. Trương Kiệt. Đi về thôi, em say rồi. Đi. Trương Kiệt, em có chuyện muốn hỏi anh à. Anh có bao giờ có tình cảm với em không? Để anh đưa em về, đừng nói nữa, đi. Anh buông em ra coi. Tại sao anh lại không nói? Tại sao lúc nào anh cũng từ chối cho con đòi của em? Tại sao vậy? Anh có biết em quan tâm anh, em lo lắng cho anh nhiều như thế nào? Mà đổi lại, anh lúc nào cũng đòi như tệ nghi hết. Anh có bao giờ quan tâm em không? Anh có bao giờ đọc được suy nghĩ trong đầu của em không? Anh có bao giờ anh thấy em đi một người con trai khác, anh buồn không? Anh có ghen không? Đừng nói linh tinh nữa. Em say rồi, để anh đưa em về nha. Đi. Anh bỏ em ra đi. Em nói đến như vậy mà anh còn không hiểu nữa hả? Nếu thật sự anh không thích em thì anh đi về đi. Anh đừng gặp em nữa. Em thích anh đó. Anh biết là em thích anh mà. Nếu như anh không thật sự không muốn đón nhận tình cảm với em thì anh cứ đi về. Đừng bao giờ quan tâm đến em nữa. Bởi vì trong trái tim của anh không bao giờ có hình bóng của em. Anh đi đi. Em ở đây em sẽ có người lo cho em. Anh không cần phải lo cho em cái gì hết nữa. Anh về lo cho ông nội đi. Em không cần ai lo cho em nữa đâu. Đi đi. Đi đi. Kiệt Băng nè, tới giờ anh phải về với ông nội rồi. Anh thấy ở đây là quán quen, chắc sẽ không sao đâu. Em nhớ về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Sáng mai anh sẽ gọi cho em. Nhớ nghe lời anh, phải về sớm nghe chưa. Ra đi. Nghe rồi, nghe rồi. Ông nhớ trông chừng Kiệt Băng giùm tôi nha. Em hứa với anh là không được uống nữa nghe chưa. Anh về đây, nhớ là phải về sớm á. Thank you.
Phương Kỳ xấu xa. Một chai bia nữa. Hết bia rồi. Tôi năng nỉ ông một chai bia nữa mà. Một chai nữa nghe. Ê trời, mới uống mấy chai mà xỉn. Vậy cũng bày đặt uống. Thôi để lấy khăn nóng cho. Em, anh sẽ đưa em đến chỗ này vui lắm. Mấy anh là ai? Bạn của Trương Kiệt. Trương Kiệt? Đi tìm Trương Kiệt hả? Đúng. Đi tới Trương Kiệt. Đây, khăn đây, khăn đây, khăn đời. Chán ghê á. Chưa trả tiền bỏ đâu mất tiêu rồi. Công nhận con nhỏ này nó nặng thiệt tụi bay. Nặng gì mới ngon đây kìa. Nhỏ nhìn nóng bỏng quá. Ê, tao làm trước mày. Tao phát hiện ra trước, tao phải làm trước. Ê, tụi bay coi tao là cái gì? Dạ, đại ca. Dạ, đại ca. Đại ca tao phải làm trước. Ngon thiệt tụi bay. Let's go and be your dream. La la, mang bao khát khao.